Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của Khỏe Em Lợi. Và lời đầu tiên Em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay Em Lợi lại tiếp tục về một cái chiếc xe mang thương hiệu Toyota Hilux sản xuất năm 2021, số tự động một cầu, máy dầu, xe màu trắng rất chi là đẹp nhá. Toàn bộ xe chạy 4.9 vạn, lốp theo xe nguyên một dàn và toàn bộ lốp sơ cua chưa chạm đất. Xe được bác chủ độ ghế da, màn hình, nắp thùng thấp. Với cái tầm tiền mà 665 triệu, quý chị nào mà quan tâm thì liên hệ với Em Lợi nhé. Đây là toàn bộ cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe này, từ đèn hậu này đến đồng sơn bên ngoài của chiếc xe là zin 100%. Xe bên em bán cam kết bảo hành bằng văn bản nhé, anh chị em có thể mang ra hãng hoặc mượn thợ đến check test kiểm tra, nếu phát hiện ra sai so với quảng cáo bên Em Lợi sẵn sàng bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý chị nhé. Kính của chiếc xe thì đều được dán phím cách nhiệt. Và tất cả các cái phần bậc lên xuống này, lốp của chiếc xe rất là dày, đát lốp đều 2021 này. Đấy, sassi không gầm, không mục mọt gì. Và lốp sô cua còn nguyên, chưa chạm đất nhá. Này, gầm của chiếc xe là khá là đẹp. Bậc lên xuống này, kính cánh cửa đều rin hết và toàn bộ kính đèn đều theo xe. Được dán phím cách nhiệt hết rồi. Và toàn bộ các cái phần cabo này, ba đờ sốc này, mặt ca lăng đến kính lái đều không rạn nứt và đều nguyên thủy từ đầu. Anh chị em nào mà quan tâm đến những chiếc xe bán tải thì kênh Em Lợi khá là nhiều để phục vụ quý anh chị nhé. Về Toyota Hilux thì bên em hiện tại đang còn rất nhiều để phục vụ quý anh chị. Đây là cái phần đồng sơn bên lái và bên phụ, nó đều màu theo thời gian. Đấy. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của Em Lợi thì cho Em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Bác nào có nhu cầu bán xe, lên đời xe, Em Lợi nhận mua xe trên mọi miền Tổ quốc nhé. Vâng, sau đây Em Lợi sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem. Vâng, và đây là toàn bộ cái phần cột kèo của chiếc xe này. Nội thất tắp ly cánh cửa bên trong này, rất là đẹp nhé. Bậc lên xuống này, nội thất ghế da màu bò này. Chỉ cánh cửa đây, tắp ly cánh cửa khá là mới đây quý anh chị nè, trước sau đều màu và các cái phần keo chỉ này, kính đèn thì đều theo năm sản xuất số 1 và của hãng Toyota. Bậc lên xuống của chiếc xe rất là mới và đẹp này. Đấy, ốc cột này và nội thất ghế bên trong này. Đấy, cực kỳ mới nhá. Đấy, bóng khí là nguyên zin này, vô lăng củ số của chiếc xe cực kỳ đẹp. Đấy, xe được trang bị màn hình này, các ốc khóa bản lề này, đến ốc cột cánh cửa là zin hết nhé. Các cái tay nắm này, nhựa này đều rất sáng và đẹp. Vô lăng củ số của chiếc xe này là nguyên zin. Vâng, với cái chiếc xe Toyota Hilux đời 2021 này thì bên Em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe nhé. Đây là cái sàn thùng của chiếc xe này. Tất cả sàn thùng này đến ốc tai, ốc đèn này đều zin và chỉ là nguyên bản hết nhá. Đây là cái phần cánh cửa bên lái của chiếc xe này, cột kèo gioăng chống ồn này đều nguyên bản hết và toàn bộ các cái phần chỉ cánh cửa đây nguyên zin. Bậc lên xuống này, cột này, tem mác năm sản xuất 2021 nhá. Đấy, ốc khóa là nguyên zin hết nhé. Này, toàn bộ vô lăng của số của chiếc xe khá là đẹp nhé. Odeo của chiếc xe đây. Đấy, toàn bộ đồng hồ Odeo của chiếc xe này. 4.9 vạn nhé. Đấy. Ốc khóa bản lề này, bàn đạp phanh ga này. Bậc lên xuống chạy sàn ra này. Vâng, đây là cái khoang động cơ của chiếc xe nhé. Toàn bộ ốc cabo này. Đấy, máy dàn đầu này, chân đèn này đều nguyên thủy và nguyên bản từ đầu. Đấy, tất cả các cái nhựa này đều rất sáng và đẹp nhá. Cổ bô cổ xá của chiếc xe này, nhựa này, sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Máy là máy dầu, cực kỳ đi là cực kỳ tiết kiệm đây. Và toàn bộ các cái phần sàn cabo này, tem mác cabo zin hết từ đầu. Đấy, tuyệt nhiên là không có đâm xô các phần đầu.
Bên em Lợi bán thì cam kết là xe đẹp, không làm xe tai nạn ngập nước nhé. Anh chị em có thể kiểm tra hàng hoặc test thợ năng test, nếu sai bên em Lợi bồi thường 50 triệu tiền đi lại nhé. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa giới thiệu đến toàn thể quý anh chị các bạn một cái chiếc xe bằng thương hiệu Toyota Hilux bán tải sản xuất năm 2021, số tự động một cầu bản E, máy dầu màu trắng, tên tư nhân, biển Hà Nội, đã rút hồ sơ. Bạn nào quan tâm liên hệ em Lợi nha. Em Lợi xin chào, gặp lại quý các bạn.